Meghan và Harry công bố kế hoạch từ thiện mới. Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle cho biết quỹ Archangel của họ đang hỗ trợ một tổ chức từ thiện nhằm thu hút nam giới và bé trai tham gia phong trào bình đẳng giới. Quỹ Archangel do công tước và nữ công tước xứ Sussex lập ra năm 2020 mới đây cho biết đang hỗ trợ tổ chức Equimender. Đây là tổ chức phi lợi nhuận quốc tế chuyên hoạt động nhằm thu hút nam giới và trẻ em trai tham gia bình đẳng giới. Quỹ Archangel nói, tự hào vì đã hỗ trợ công việc của Equimander nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trên toàn cầu. Hoàng tử Harry và Meghan từng có lần hợp tác với tổ chức Equimander vào tháng 11 năm 2022. Khi đó, quỹ Archangel đã tài trợ cho một nghiên cứu trên 3.673 người ở 122 quốc gia của quỹ Equimander về vấn đề giới tính. Bình đẳng giới là vấn đề được Harry và Meghan theo đuổi từ khi còn sống trong Hoàng gia Anh vào năm 2018. Meghan đã nhận được một số giải thưởng khi đấu tranh cho phong trào này. Vào hồi tháng 5, Meghan được tổ chức Miss Foundation vinh danh tại giải thưởng Women of Vision 2023. Miss Foundation gọi Meghan là một nhà hoạt động vì nữ quyền, nhà vô địch về quyền con người, bình đẳng giới và là hình mẫu toàn cầu. Hoàng tử Harry cũng có nhiều đóng góp cho hoạt động từ thiện. Hồi tháng 4, số tiền đóng góp cho Entable, một tổ chức từ thiện do Hoàng tử Harry và Hoàng tử Cecil của Lesotho thành lập năm 2006 đã tăng hơn 50% trong năm ngoái. Hầu hết đến từ sự đóng góp khổng lồ của công tước xứ Sussex. Các tài liệu cho thấy Harry đã quyên góp số tiền lớn để xây dựng lại các kế hoạch sau COVID-19 và cải thiện chất lượng cũng như phạm vi tiếp cận các vấn đề. Dự án từ thiện mới của nhà Sussex được công bố sau khi các dự án kinh doanh mới của họ đang bị đình trệ. Sau khi bị Spotify hủy hợp tác, thương vụ của họ ký với Netflix cũng bị cho là lung lay khi hai bên chưa khởi động thêm dự án nào mới từ bộ phim tài liệu phát sóng vào cuối năm ngoái. Sắp tới, Harry được cho là sẽ đến châu Phi thực hiện một phim tài liệu của Netflix.